Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn làm được một cục sạc dự phòng bằng các loại pin mà các bạn có dư trong nhà. Đây là những cục pin điện thoại di động dư nha các bạn. Trong video trước đó, mình đã nói về các cell pin điện thoại di động. Cái cell pin này cũng có trong cái cục sạc dự phòng luôn nha các bạn. Ở đây á là cái pin lithium. Pin này là hiện nay vẫn còn xài nha các bạn. Thì mấy cái máy đời cũ á, bây giờ hiện nay á, người ta sẽ chuyển sang cái loại pin li polymer nè các bạn. Ở đây á, pin lithium của mình á là cái vỏ nó bằng kim loại nha các bạn. Còn cái vỏ của pin li polymer á, là nó là một cái miếng ni lông các bạn, hoặc là miếng plastic á. Cái này rất dễ phân biệt nha các bạn. Ở đây á, cái hai cell pin này nó áp dụng vô trong cục sạc dự phòng luôn nha. Thì các bạn mua cùng một cục sạc dự phòng qua á, thì các bạn mở ra, các bạn nhìn thấy những cell pin như thế này nha các bạn. Đây là những cell pin 18650 nha các bạn. Thì cái này nó có kích thước khá to, khá công cành nha các bạn. Thì đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn lấy những cái cell pin. Đây là những cái cell pin điện thoại di động. Các bạn nên lấy những cái cell pin mà có dung lượng cao nha các bạn. Như ở đây mình có mấy cục pin đó, là cái dung lượng của nó là khoảng 3,5 mAh nè các bạn. Thì các bạn có thể dùng một cái cell pin này, hoặc là các bạn ghép hai song song hai cục này thành ra là cái cục sạc dự phòng, cái dung lượng của nó khoảng 7,000 mAh nha các bạn. Nè, 3,5 mAh, 7,000 nha, hai pin ha. Thì để tăng dung lượng á, thì trước tiên mình nói về cái cấu tạo bên trong của nó các bạn. Đây là một cái cell pin của li polymer nha các bạn. Đây nè, các bạn nhìn trên đây nè các bạn, là li polymer nè, nó ghi chữ này nè các bạn. Còn mấy cái cell pin mà có vỏ bằng kim loại như này nha các bạn, chính là cái mấy cell pin lithium nha các bạn. Đây, cái trường hợp này là li polymer, là mấy nè, trên tem này cũng nó cũng ghi hết nha các bạn. Rồi cái pin của mấy cái máy iPhone nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy máy iPhone không? Pin của iPhone đó là li polymer luôn nha các bạn. Hoặc là mấy cái pin cell pin khác á, các bạn nên chọn cái những cái cell pin mà nó cứ ghi li polymer nè các bạn. Đây là những cell pin li polymer á, thì cái chất điện phân của nó là dạng khô nha các bạn. Giống như phim mỏng á, thì các bạn dễ thao tác hơn ha. Còn bên trong mấy cái này á các bạn, nè, nó có chứa cái chất điện phân bằng chất lỏng nha các bạn. Nói chung là các bạn mình phân biệt cho các bạn hai loại khác nhau ha. Thì các bạn áp dụng cho những cái cell pin mà nó ghi chữ li polymer nè các bạn. Ở đây mình sẽ tiến hành mình tháo một cục pin ra nha các bạn. Như ở đây mình có một cái cục pin của Nokia ha. Thì các bạn khi các bạn tháo dùng cái lưỡi lam mà các bạn tháo mấy cái vỏ này ra các bạn, cái vỏ bên ngoài các bạn lật ra thì các bạn sẽ được như cái mạch như vậy. Nó sẽ có hai phần nha các bạn. Đây là một cái phần cell pin của nó, còn bên trên đây á là các bạn là cái mạch bảo vệ nha các bạn. Nè, các bạn có IC trong bên trong này các bạn. Còn đây phần này á gọi là phần cắp pin nha các bạn. Còn phần này là phần socket gắn với socket trên mainboard các bạn. Nó sẽ ăn khớp với nhau ha. Đây, mình có vẽ một cái sơ đồ cái cấu tạo bên trong cục pin nè các bạn. Phần này phần socket nha các bạn. Socket nè, phần này phần cáp mà, cáp nối nè. Còn phần này là phần một mạch bảo vệ. Còn cái bên đây phần đen đen nè các bạn là một cái những cái cell pin nha các bạn. Thì bên trong có cái hai điện cực âm dương ha. Rồi bên trong có chứa cái chất điện phân luôn nha các bạn. Thì ở đây cái mạch bảo vệ pin đó, nó có nhiệm vụ gì? Nó chống cái hiện tượng bị pin nó bị quá nhiệt hoặc quá áp nha các bạn. Trường hợp mà cái pin này mình của mình đó, nó bị quá nhiệt á thì nó sẽ ngắt, hoặc là quá điện áp á nó sẽ ngắt luôn nha các bạn. Đó, nó chống hiện tượng này, hoặc là nó sẽ bảo vệ cho pin chống bị quá nhiều quá áp. Ngoài ra đối với những cái pin Nokia đời cũ á, nó có biểu chân B size nha các bạn. B size là cái cỡ pin á,
khi mà các bạn gắn cái pin khác vô là nó khi mà bạn bật lên nó sẽ không báo, không lên nguồn nha các bạn, nó không boost lên được nha. Thì có cái chân này, chân phụ của nó thôi, nhưng mà chú ý chân chính của nó là hai xe pin chinh, chân cộng chân trừ nè của xe pin này nè các bạn. Rồi để mà tiến hành làm một cái cục pin, cục sạc dự phòng á, thì các bạn có thể đây như những cái xe pin này các bạn, một là các bạn có thể đỡ nguyên cái bo mạch bảo vệ này, bảo vệ của pin, hoặc là các bạn có thể tháo ra nha các bạn. Trong trường hợp mà các bạn có thể tháo tách ra luôn á, trường hợp đối với những cái bo mạch mà mạch sạc các bạn gắn vô mạch sạc dự phòng á, đây là cái xe pin của nó nha các bạn. Các bạn có thể gắn thêm một cái mạch sạc dự phòng cho nó. Rồi với cái mạch sạc dự phòng này các bạn mua ở đâu? Có thể các bạn mua lên trên mạng nha các bạn, trên Lazada, Shopee hoặc là Sendo, nó có mấy cái shop điện tử nó sẽ bán nha các bạn. Cái đây là một cái mạch sạc dự phòng ha. Hoặc là các bạn ra Nhật Tảo nó sẽ bán mấy cái bo mạch này luôn nha các bạn. Thì các bạn mua và tùy theo cái dung lượng của pin mà các bạn cái mua cái mạch sạc tương ứng nha các bạn. Ví dụ nếu mà cái dung lượng của pin các bạn độ chế dung lượng của pin nó càng lớn thì các bạn mua cái mạch sạc tương ứng cho mình ha. Còn bình thường thì các bạn nếu có một bạn chỉ có một hoặc hai xe pin nhỏ thôi thì các bạn mua cái mạch nhỏ cho mình thôi. Các bạn ra các bạn đọc thông số cho người ta sẽ tư vấn cho các bạn nha. Thì ở đây bình thường thì các bạn khi mà các bạn mua về các bạn cũng test sơ bộ cho mình thôi. Đầu tiên là các bạn cắm cái cáp dư cái này ở đây là có một cái cổng micro USB thì các bạn cắm cục sạc vô. Rồi các bạn chú ý cho mình á, ở đây bắt buộc khi mà các bạn cắm vô thì cái này đèn led báo áo và cái điện áp bỏ ra của hai chân này á, nó cắm vô pin á thì phải có điện áp nha các bạn, nó khoảng gần 5V nha các bạn. Đây là hai chân này nè. Sau đây khi mà các bạn mua về các bạn phải tiến hành các bạn test luôn nha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ thứ nhất các bạn mua về các bạn phải test cái mạch sạc dự phòng này. Các bạn cắm vô, tại vì ở đây có cái cổng micro USB á, thì các bạn cắm vô cái cáp vô nha. Nè, thứ nhất là cái đèn báo led nè, nó phải sáng hết toàn bộ nha các bạn, sáng từng dãy nha. Cái phần thứ hai á là các bạn phải đo cái điện áp hai chân ngõ ra coi nó có điện áp không nha các bạn. Đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ á. Rồi mình sẽ đo điện áp hai chân đây coi nó ra bao nhiêu vôn nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, nó ra khoảng gần 5V nha các bạn, kim nó ra gần 5V là ok. Các bạn nên nhớ, các bạn chú ý á, mua về là các bạn phải test liền nha, coi nó hư ở đâu á, thì ví dụ trường hợp nó mới mua và hư á, thì các bạn đem nó đổi cho người ta được ha. Rồi sau khi các bạn có một cái bo sạc mạch sạc dự phòng này rồi các bạn tiến hành làm thao tác tiếp theo. Các bạn lấy cho mình hai di động nha các bạn, một di động màu đỏ đen ha, các bạn hàng cái chân tương ứng nha. Như hôm nãy á mình đo cái chân bên đây là chân dương nha các bạn, chân đây chân âm, thì mình sẽ hàng tương đứng di đỏ và chân dương, di đen và chân âm nha các bạn. Nói chung cái này cũng dễ làm, ai làm cũng được á. Các bạn có thể độ chế tận dụng lại mới cũng bị sao pin ở nhà, nhất là các bạn mà xài iPhone nhiều á, các bạn có dư mấy cục pin mà khi mà các bạn thay ra thì các bạn tận dụng lại nha. Rồi như vậy mình đã hàn xong nha các bạn. Yêu cầu mũi hàn phải chắc chắn nha các bạn, nó không được bong chóc ra nha. Rồi sau khi các bạn hàn 2 giây á, đúng chân âm dương á, thì các bạn đây là những cái cell pin mà các bạn đo còn tốt. Tất nhiên là mình nói những cái cell pin này á, thì các bạn phải đo điện áp trước nha, coi nó ai còn không. Mình lưu ý cho các bạn á, đối với những cái mạch sạc như vậy, mạch sạc mà dùng cho pin sạc dự phòng này á, bên trong này cũng có cái những cái mạch sạc bảo vệ nha các bạn, bảo vệ pin luôn nha. Đối với những bo mạch tốt á,
thì các bạn chỉ cần có thể tháo bỏ nguyên cái bao mạch này ra luôn, cái bao mạch bỏ vào pin đó, các bạn có thể bỏ ra ngoài, các bạn chỉ lấy một cái cell pin này rồi các bạn hàng trực tiếp vô đây này nè các bạn, là ok ha. Các bạn nhớ đấu đúng chân nha các bạn, lưu ý đấu đúng chân cho mình nha. Đây, các bạn nên hàng đúng chân nha, nối vào cái chân cộng trừ của pin đó, pin sạc dự phòng nè, nối vào cái mạch sạc nè, mạch sạc sẽ có hai chân âm dương ngõ ra, nối với chân của pin ha, cell pin này. Các bạn nhớ đúng chân nha các bạn. Nhiều cái bao mạch á, các bạn mua về mà nó không có cái mạch bảo vệ á, khi mà đấu sai cực á, nó sẽ hư luôn cái bao mạch này nha các bạn. Đấu ngược á, nó làm hư cái bao mạch này, hư chết đi xe bên trong luôn nha các bạn. Nên mình khuyến cáo các bạn á, lưu ý là các bạn nên hàng đúng chân nha, của pin và mạch sạc dự phòng, để tránh cái trường hợp mà nó làm hư cái bao mạch sạc này nha các bạn. Đối với những bao mạch sạc mà nó không có mạch bảo vệ, còn đối với những bao mạch mà có mạch bảo vệ thì không sao hết nha các bạn. Còn đối với những cái bạn nào mà chưa biết á, hoặc là muốn an toàn á, thì các bạn để giữ nguyên cái mạch bảo vệ cho mình luôn. Nè các bạn để nguyên cell pin nè, cell pin giữ nguyên, mạch bảo vệ các bạn giữ nguyên luôn. Các bạn chỉ cần tháo cái socket pin ra nha các bạn, như đối với mấy cục sạc iPhone nè các bạn. Các bạn tháo sau socket pin ra, các bạn chú ý là đo cái chân âm dương cộng trừ cho mình nha. iPhone nè, pin iPhone nè, có cái socket pin hết. Các bạn chỉ cần tháo socket pin ra thôi. Thì cách tháo cũng đơn giản nha các bạn. Đây là các bạn dùng một, ở đây á, mình sẽ dùng một cái mỏ hàn luôn nha. Đây mình hướng dẫn các bạn chỉ cách đó, cho các bạn cách thay socket pin hoặc cách tháo socket pin luôn nha các bạn. Đây, mình ví dụ nha. Các bạn quan sát cho mình nha. Đây là cell pin nè. Bên trong bên trên đây là mạch sạc nha các bạn. Mạch sạc bên trong. Cái này là các pin nè các bạn. Cái này là socket pin ha. Thì cái socket pin đó nó sẽ có chú thích mấy chân nè các bạn. Như đây mình có chân cộng chân trừ nè. Khi mà các bạn mà hàng vô á, một là các bạn hàng trực tiếp, nếu pin này các bạn bỏ luôn á, thì các bạn hàng trực tiếp vô luôn đây nha. Hoặc các bạn không muốn thì các bạn, đối với những cái như mấy cái cục pin iPhone nè, cái chân nó sát nhau quá các bạn không thích hàng á, thì các bạn tháo socket pin ra cho mình luôn. Thì các bạn đặt cái mỏ hàng á trên đây. Rồi các bạn đã một cái này các bạn, socket pin này các bạn thở đặt cái trên đây các bạn, cho nó nóng một chút xíu, để trên cái thân mỏ hàn luôn nha các bạn. Rồi các bạn để nóng một xíu là các bạn gỡ ra được thôi. Nói chung không ảnh hưởng gì hết nha các bạn. Các bạn nhớ đá lắc đá chân rồi các bạn thấy không? Đây là cái socket pin của nó. Rồi. Đây là mấy chân pin nha các bạn, mình đã hàng mình lấy ra rồi nha các bạn. Cái vấn đề còn lại của bạn là lấy cái bao mạch này nè, cái dây các bạn câu đúng chân của nó nha, dương nó với dương, âm nó với âm thôi nha các bạn. Rồi các bạn có thể dùng keo nến á, các bạn bắn silicone đây, các bạn giữ chặt cố định. Rồi các bạn uốn dây nè, uốn gập lại cho nó gọn lại đây nha các bạn. Rồi các bạn có thể bỏ chế độ chế vô cái một cái hộp nha. Còn đối với những cái bạn nào mà muốn cái dung lượng pin á mà nó tăng lên á, thì các bạn có thể mắc song song. Nè, để tăng cái dung lượng của pin sạc dự phòng á, các bạn mắc song song nha. Mình giả sử như đây, ở đây á mình có hai cục pin nha các bạn. Nè, pin cái dung lượng là khoảng 3500 mAh ha. Mình sẽ có hai cục pin. Rồi các bạn cứ ghép song song, mắc song song lại các bạn. Này dương nối dương, âm nối âm nha các bạn. Nè, nó có dương. Đây. Dương các bạn nối dương. Rồi nó các bạn nối thẳng vô cái chân dương của mạch sạc dự phòng. Chân dương là cái sợi dây đỏ nè các bạn. Còn chân âm á, các bạn nối chung với nhau luôn nha. Rồi các bạn nối vào cái chân trừ của mạch sạc dự phòng. Đây là cái mắc song song nha các bạn. Thì cái cách này á, nó sẽ làm tăng cái dung lượng pin lên nha các bạn.
Có nghĩa là khi mà các bạn ghép hai cục sạc này, hai cục pin này vô thì các bạn sẽ sạc pin được lâu hơn nha các bạn. Rồi các bạn nào tốt nhất á, các bạn cũng để nguyên cái mạch sạc cho mình nha. Trong trường hợp mà các bạn không biết cái bo sạc dự phòng này của mình đó, nó có mạch bảo vệ hay không, thì nó cũng bảo vệ giống như lúc đầu thôi, là nó bảo vệ nè, bảo vệ quá nhiệt hoặc quá áp nha các bạn. Khi mà trường hợp mà điện áp nó cao quá thì nó ngắt nha các bạn. Còn trường hợp nó bị nóng quá, bị quá nhiệt á, thì nó cũng bị cũng tự động nó ngắt luôn nha các bạn. Thì đối với những các bạn nào á không biết gì thì các bạn cứ để giữ lại cái nguyên cái mạch bảo vệ pin bên trong cho mình thôi các bạn, chứ hàng trực tiếp vô hoặc là tháo cái socket pin ra rồi các bạn hàng vô ha. Nói chung là các bạn làm cho thẩm mỹ, các bạn đi dây cho nó gọn lại là ok rồi. Tiếp theo đây mình sẽ thí nghiệm cho các bạn thấy nha. Thì cách mà cục pin nó hoạt động như thế này nha các bạn. Thế đây á, mình sẽ có một cái cục pin của Nokia nha các bạn. Đây cái dung lượng ít thôi, BL5G, dùng cho các máy Nokia 520, Lumia 520 nha các bạn, hoặc là 620 hoặc là 530 á. Cái dung lượng của nó là 1430 mAh nha các bạn. Các bạn giữ nguyên cái mạch sạc này cho mình luôn, cái mạch bảo vệ bên trong cục pin này á, các bạn chỉ cần mua một cái mạch sạc này thôi. Rồi các bạn đấu nối vô. Các bạn lưu ý cho mình đấu nối đúng chân nha các bạn. Ở trên đây á, chân âm dương nè. Chân dương là bên ngoài, kế tiếp là chân âm nha các bạn. Thì các bạn mình sẽ đây. Chân âm á thì các bạn nối chân âm, chân dương nối chân dương nha các bạn. Nói chung các bạn đúng đấu đúng chiều cho mình. Phòng cái trường hợp mà trong cái mạch này á, nó không có cái mấy con IC nó bảo vệ, thì các bạn làm cho nó an toàn ha, nó không bị hư cái mạch này nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái này mình chặn lên. Ở đây mình sẽ ghé tạm thôi nha các bạn. Còn các bạn có thể là hàng trực tiếp vô luôn, hàng đúng với hai chân này các bạn, cho nó cố định chắc chắn nha. Rồi sau đó các bạn đi dây lại, bắn silicon lại cho nó gọn lại ha. Rồi ở đây mình trước tiên á, các bạn cứ test cái mạch sạc này là ok rồi, thì các bạn cắm thử vô nha, coi nó có báo sạc không. Thì mình sẽ cắm cái cổng micro USB vô cái mạch sạc này. Rồi các bạn thấy nó báo không? Nè, nó đang sạc pin cho cái cục sạc này các bạn. Rồi đây là cái quá trình mà sạc pin cho xe pin này nha các bạn. Thì đây mình sẽ ngắt nguồn đi. Rồi mình tắt đi. Rồi các bạn thấy không? Khi mà mình tắt giật cái này á, giống như mình giật cái jack này ra thì cái đèn led này nó sẽ báo cái mức dung lượng của pin nha các bạn. Ví dụ nó sạc khoảng 100% gần đầy á, thì nó báo 4 con led này. Còn trường hợp mà nó chiếu bằng 50% thì nó sẽ báo 2 con hoặc là 3 con thôi nha các bạn. Thì đây á, là cái cách mà các bạn có thể nhận biết được cái mạch này nó hoạt động tốt hay không. Thì cái phần, nói chung là phần sạc vô á là ok nha các bạn. Thì các bạn có thể ở đây có cái một cái nút nguồn á, các bạn bấm thử nha. Nè, các bạn bấm cái nguồn vô á, cái đèn led này nó báo sáng là ok nha các bạn. Rồi tiếp vào đây mình sẽ dùng một cái mạch sạc này á, mình sạc thử cho một cái điện thoại coi nó có hoạt động tốt không nha các bạn. Để các bạn cắm cáp vô, các bạn dùng cái cáp cũng dùng cái cáp đầu micro USB ha. Thì mình sạc cho cái điện thoại á, có cổng micro USB á, thì các bạn cắm vô nha, coi nó báo không nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, nó báo đang sạc đó các bạn. À, nó báo bị những biểu tượng sạc nè. Rồi để mình lấy cái điện thoại khác mình test luôn nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn sạc một lúc rồi á, các bạn nhìn thấy không, 4 con led nó giảm xuống nha các bạn, còn 3 con thôi nha. Rồi các bạn thấy không,
nó vẫn còn đang sạc nha bạn, báo biểu tượng sạc ha. Thì cách này là chứng tỏ là cái pin này các bạn nó đã sạc vô cái máy này luôn nha các bạn. Sau đây mình sẽ lấy một cái điện thoại của ốc nha các bạn, mình cắm vô thử nha, coi nó báo sạc nha các bạn. Rồi nó báo các bạn, đang sạc pin ha. Rồi các bạn quan sát cho mình nè, cái pin nó báo đang sạc hết nha các bạn. Rồi mình rút ra, rồi mình cắm lại vô, là báo sẽ đang sạc pin nha các bạn. Là biểu tượng sạc nè. Đồng thời á các bạn thấy không, khi mà các bạn nó sẽ cái pin này á, nó sẽ nạp sạc cho cái điện thoại này. Đó. Cái dung lượng của nó sẽ giảm nha các bạn. Cái đèn led nó báo chỉ còn hai con led thôi. Rồi trường hợp mà các bạn muốn ok thì các bạn giật thử giật ra nha. Các bạn coi các bạn cắm sạc vô lại thì pin này cũng đang sạc nha các bạn. Đây đang sạc nè. Ví dụ ở nhà các bạn có thể thử nghiệm nha. Nói chung cái này mình làm rồi, làm nhiều rồi nên mình không nói lại nữa. Rồi cái này các bạn cắm lại cái cáp micro USB vô đây, các bạn thấy sạc không? Nó sạc lại cho pin nè. Đó, nó sạc lên từng nấc nha các bạn. Đến khi mà nó full nó đầy á, điện áp trong pin nó khoảng 4,2V á là nó sẽ ngắt sạc nha các bạn. Giống như mấy xe pin 18650 này thôi. Rồi và là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn có thể làm được một cục sạc dự phòng tại nhà nha các bạn, bằng cách sử dụng mà mấy cái xe pin á, pin điện thoại di động á, hoặc là các bạn có thể ra ngoài mua mà các bạn tự chế tạo ra cái cục sạc dự phòng tại nhà luôn nha, cái đơn giản. Các bạn nào lưu ý cho mình á, đối với những cục sạc iPhone hay bất kỳ mạch nào á, mà các bạn nó bên trong á, nó có cái mạch bảo vệ nè, bảo vệ pin á, các bạn không biết á, thì các bạn cứ giữ nguyên nha, các bạn chỉ hàn trực tiếp vô cái chân âm chân dương cho mình thôi, các bạn không cần phải tháo cái mạch bảo vệ ra. Và trường hợp mà những cái mạch sạc dự phòng này nè, cái này đang sạc vô nha các bạn, hôm nay có một cục hai cục á, giờ nó lên ba cục nha các bạn, nó cũng nạp từ từ. Thì đối với những mạch sạc như thế này á, thì các bạn nên giữ lại trong cục pin luôn nha các bạn, đừng có tháo ra ha. Nói chung các bạn tháo ra cho nó gọn, còn không có thì các bạn giữ nguyên để mà bảo vệ cục pin này tránh bị quá áp hoặc quá nhiệt. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn, các bạn có ý kiến thắc mắc gì đó, các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.